Vâng, chào các bạn. Chúng ta sẽ đến với hình 9. Bài số 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Hỏi chấm 1: Cho tam giác ABC đường cao AH, chứng minh rằng đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tam giác ABC đường cao. Thế là không phải cái hình 74 này à? Giờ cứ vẽ cái đường tròn trước đi. Vẽ đều một tí. À, cho nó vẽ cái tam giác vào trong. Chứng minh cho tam giác ABC đường cao AH, chứng minh rằng đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính AH. Tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính AH. Tâm A đây, bán kính AH đây, kiểu như này. Cho tam giác ABC đường cao AH, chứng minh rằng đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn. Rồi thì bây giờ vẽ thêm cái đường thẳng BC đúng không? Đường cao AH đây. Mình muốn vẽ tâm A bán kính AH. Đúng rồi. Đó, mình đưa thêm vào đâu thì mình đưa quyền mình. Đây chẳng hạn thế. Đây là B này. Đây là C này. Đúng không? Đó. Cho tam giác ABC đường cao AH, chứng minh rằng đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính AH. Thứ nhất là vì thôi, đó, vì AH bằng R, đúng không? Bằng bán kính. Đó, AH bằng R thì A là tâm này. H đúng không? AH bằng R thì ta có là H nằm trên đường tròn. Đó, nằm trên đường tròn. Thì suy ra H đó, thuộc H nằm trên đường tròn tâm A bán kính AH. Nằm trên đường tròn tâm A bán kính AH. Mặt khác H lại cũng thuộc đường thẳng BC. H thuộc BC. Nên H là điểm chung giữa đường thẳng và đường tròn. Do đó là đường thẳng BC tiếp xúc với đường tròn tại điểm H. Mặt khác lại có AH vuông góc với BC.
nên BC là tiếp tuyến. Đó, AH vuông góc với BC. Vuông góc BC theo giả thiết cho nên BC là tiếp tuyến. Đó. Ở đây này, nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn. Đó, thì dùng chính cái lý thuyết này thì có phải nó đi qua điểm A không? Đi qua điểm A và vuông góc với lại bán kính AH nên là nó là tiếp tuyến của đường tròn. Đấy là dựa đúng vào cái định lý 1 này. Cái này gọi là dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Rồi, sang cái hỏi chấm 2. Hãy chứng minh cách dựng trên là đúng. Dựng như cái bài toán này hả? Qua một điểm A nằm bên ngoài một đường tròn tâm O, dựng tiếp tuyến của đường tròn thì nó dựng như sau. Dựng M là trung điểm của AO, rồi nối A với O, lấy M là trung điểm. Dựng đường tròn tâm M bán kính MO, cắt cái thằng kia tại B và C, kẻ ABAC là tiếp tuyến luôn. Bây giờ muốn chứng minh cái cách dựng này đúng chỉ cần chứng minh hai góc này vuông là xong. Góc này vuông và góc này vuông. Bởi vì B thì và C là đã là hai điểm thuộc đường tròn rồi. Và chỉ cần chứng minh vuông góc với lại tiếp tuyến OB vuông góc với lại AB và OC vuông góc AC là xong. Tại sao lại vuông góc thì ta có thế này. Xét tam giác ABO ta có. Xét tam giác ABO ta có MB bằng MA bằng MO. Theo giả thiết vì cùng bằng bán kính của đường tròn tâm M, bán kính MO, đúng không? Trong tam giác mà có đường trung tuyến BM bằng một nửa, đường trung tuyến BM bằng một nửa của cái cạnh tương ứng với cái đường trung tuyến đó là cạnh AO ấy, thì tam giác đó vuông tại B. Được chưa? Suy ra AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Tương tự thì xét tam giác ACO có MA bằng MO bằng MC theo giả thiết nên suy ra tam giác ACO có đường trung tuyến CM bằng một nửa cạnh tương ứng với CM là cạnh AO nên tam giác ACO vuông tại C. Theo tính chất đường trung tuyến đó, vuông tại C. Mà suy ra AC vuông góc với OC và suy ra AC là tiếp tuyến, AB cũng là tiếp tuyến. Hết. Sang bài tập. Bài 21. Cho tam giác ABC 3, 4, 5. Thì theo Pythagore đảo, mình biết ngay 3, 4, 5 là tam giác vuông rồi, đúng không? Vẽ đường tròn tâm B. Cho bọn này dịch xuống. Xuống dưới chút. Tam giác vuông 3, 4, 5 này. Cho nó bé đi tí. Trong đó AB bằng 3, AC bằng 4. A là vuông rồi.
B đây. C đây. 3 này. 4 này. 5 này. Theo định lý Pythagore đảo ta có tam giác này sẽ vuông tại A. Tức là ta có 3 bình cộng 4 bình bằng 5 bình, suy ra tam giác vuông tại A. Vẽ đường tròn tâm B bán kính BA. Tâm B đây. Bán kính BA thì nó phải đi qua A thế này hả? Bán kính BA nó đi kiểu này. Rồi sao? Thì cái đoạn này vẫn bằng 3 này. Đó. Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn. AC đây hả? AC là tiếp tuyến của đường tròn. Thì đương nhiên rồi. Ta có là gì? Theo định lý Pythagore đảo ta có BA vuông góc với B, BAC và A thuộc đường tròn nữa. Nên đường thẳng AC đi qua điểm A thuộc đường tròn và vuông góc với bán kính BA tại thì tiếp điểm A nên AC là đường tiếp tuyến của đường tròn tâm B bán kính BA. Hết. Xong bài 21. Đến bài 22. Cho đường thẳng D. Đường thẳng D. Này thì đường thẳng D. Điểm A nằm trên đường thẳng D. Điểm A nằm trên. Đây thì điểm A nằm trên. Điểm B nằm ngoài đường thẳng D. B nằm ngoài ở đây. Thì làm sao? Vẽ đường tròn, dựng đường tròn tâm O đi qua B và tiếp xúc với đường thẳng D tại A. Ôi chỉ bây giờ cứ vẽ một cái đường tròn. Tròn ra đây. Tiếp xúc tại A đây phải không? Đi qua B, bỏ cái điểm B này đi. Lấy một cái điểm B khác. Đây, điểm B nằm ở đây. Vẽ đường tròn tâm O đi qua B và tiếp xúc với D tại A. Cho đây là B đi. Đi qua B. Tiếp xúc với D tại A thì vẽ thế nào đúng không? Vẽ thế nào? Đây là mình vẽ vớ vẩn thôi. Thì đây. Để làm nào biết được. Giả sử đây là tâm này. Kẻ sang B đây. Kẻ xuống A đây. Chỗ A này là phải vuông góc. Này phải vuông góc này. Làm thế nào? Vậy là OA phải bằng OB. OA bằng OB. Nối A với B xem nào. Sau đó đoạn này vuông góc đi. Vâng, thế đây hai đoạn này phải bằng nhau. Như vậy là tâm
À rồi, thế thì dễ. Dễ rồi, dễ rồi. Nhìn thấy cách vẽ rồi. Nhìn thấy cách vẽ rồi. Cách vẽ sẽ như sau. Thứ nhất là qua A, vẽ đường thẳng D1 vuông góc với D. Qua A, vẽ đường thẳng D1 vuông góc với D. Tiếp này, nối A với B, nối A với B. Vẽ đường chung trực của AB. Vẽ đường chung trực của AB. Cắt D1 tại O. Sau đó vẽ cung đường tròn tâm O bán kính OA. Là xong. Đó. Nha, đầu tiên là vẽ D1. Vẽ đường thẳng D1 đi qua A và vuông góc với D tại chính A luôn. D1 vuông góc với D tại chính A luôn. Được chưa? Thứ hai là nối A và B thành cái đoạn AB. Thứ ba là vẽ chung trực của AB. Vẽ chung trực của AB. Sau đó chung trực này cắt D1. Ví dụ vẽ chung trực D2 đi. Kéo dài này ra. Đấy. Ví dụ ký hiệu đấy là D2. Vẽ chung trực D gì? D2 của AB. Sao cho D2 cắt D1 tại O. Đó. Thì sau đó vẽ cung tròn tâm O hoặc đường tròn tâm O bán kính OA. Là xong. Đó. Đường tròn tâm O bán kính OA là đường tròn mình cần phải dựng đấy. Đó. Bây giờ chứng minh nha. Thì thứ nhất này, vì O thuộc chung trực của AB, vì O thuộc chung trực của AB nên OA bằng OB, thuộc chung trực thì cách đều hai mút OA bằng OB, nên suy ra cái điểm B này này chắc chắn thuộc đường tròn tâm O bán kính OA. Đó, vì sao? Vì OB bằng với gì nhỉ? Bằng với OA. Theo tính chất của đường chung trực thuộc đường chung trực cách đều hai mút nên suy ra B thuộc đường tròn tâm O bán kính OA. Là xong, là một này. Thứ hai này, vì A thuộc gì nhỉ, đường tròn tâm O và A cũng thuộc đường thẳng D nên A là điểm chung của đường thẳng và đường tròn. Mặt khác ta có OA vuông góc với D theo gì, cách vẽ, nên D là tiếp tuyến của đường tròn tâm O bán kính OA và đi qua B. Là xong nha. Xong cái bài này. Bài 23. Bỏ cái bài này đi. Đẩy bài 23 lên cho nó dễ nhìn. Dây Coulomb trên hình 76 có những phần là tiếp tuyến của các đường tròn tâm A, tâm B, tâm C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C. Bây giờ B nó quay hả? Nó quay như nào? Nó quay theo chiều này thì nó cuốn ông này đi ra đây à? Nó cuốn ông này đi xuống đây phải không? Đúng không? Nó quay cuộn như thế mà, đúng không? Nó cuộn, nó kéo dây này xuống. Thì thằng này sẽ đi như này. Thằng này sẽ đi ra đây. Đấy, ông này sẽ quay theo chiều này thôi. Quay theo chiều này. Đó. Vậy chiều này là chiều cùng kim đồng hồ.
A sẽ quay theo chiều cùng kim đồng hồ. Ông C này cũng quay theo chiều cùng kim đồng hồ. Còn cái ông B này sẽ quay ngược. Ông B này ông quay này phải không? Quay này thì ông kéo dây xuống, đẩy dây ra, đúng không? Kéo xuống. Ông này sẽ phải kéo xuống. Quay này, kéo xuống. Quay quay ngược như này thì kéo cái dây này xuống, đẩy cái dây này ra. Đẩy ra. Kéo xuống, đúng rồi đấy. Như vậy là chiều của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C thì đều quay cùng chiều với kim đồng hồ, quay ngược với lại B. Những bài này chắc chúng ta cũng chả thi cử gì đâu, bài này ít lắm. Thế còn luyện tập thì có để riêng không hay là làm nốt vào đây? Thôi nó ngắn ngắn này thì làm nốt luyện tập vào đây nhá. Một bài, có hai bài, nhưng mà không biết nó có dài không. Bài 24. Gạt cái ông này lên cho nó liền nhau đã. Rồi, lấy đất diễn. Đây, và 24 như này. Cho đường tròn tâm O. Vẽ cái đường tròn tâm O ra. To nữa ra xem nào. Không to được. Cho đường tròn tâm O. Đây là giữ tâm O ở đây. Dây AB khác đường kính. AB khác đường kính, biết AB như nào, lấy bừa nó đi. Này thì AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB. Cắt tiếp tuyến tại A. Xong rồi, cắt tiếp tuyến tại A. Nên đây lại cắt vào chữ rồi. Nên đây. Thế được rồi, kệ nó. Qua O này. Kẻ thằng vuông góc với thằng này. Cắt vào chữ một tí cũng được nha. Cắt tiếp tuyến tại A. Vẽ bình bình thế vậy. Ở C rồi, bây giờ cho vào đây là A này, đây là B này, đây là O này, đây là vuông này. Thì chắc chắn đây cũng vuông tiếp. Nối vào đây. Đây cũng vuông này. Làm sao? Cho đường tròn tâm O dây AB khác đường kính qua O kẻ đường vuông góc với AB. Cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn tại C. Đây là C. Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của đường tròn CB, bây giờ nối C với B.
Rồi. Có ông này. Bằng ông này. Có ông này. Bằng ông này. Xét hai tam giác có. Có O1, O2. Rồi, hiểu rồi. Cho ông này là hát đi. Bây giờ tôi sẽ nói miệng thôi, các bạn nghe xong rồi các bạn làm là được. Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến, muốn chứng minh CB là tiếp tuyến của đường tròn ấy, chỉ cần chứng minh CB vuông góc với OB là xong. CB vuông góc với OB là xong. Đấy là dấu hiệu để nhận biết tiếp tuyến. Tiếp tuyến phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm B. Thì đầu tiên xét tam giác, mình phải nối O với A này, rồi gọi OC, giao của OC với lại AB là H, được chưa? Thì ta có hai tam giác này. Tam giác thứ nhất là ta có là HA bằng HB. HA bằng HB, mở ngoặc quan hệ giữa đường kính và dây. Đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây. Là vì OC là đường kính, O đi qua O chắc chắn là đường kính rồi, đường thẳng đi qua O là đường kính. Đó, thì ta có vì OH vuông góc với AB. Theo giả thiết nên suy ra HA bằng HB, mở ngoặc quan hệ giữa đường kính và dây. HA bằng HB thì xét tam giác OAH và tam giác OBH có OA bằng OB. OA bằng OB là cùng bằng bán kính của đường tròn tâm O. Lại có tiếp là OH chung có HA bằng HP theo chứng minh trên. Nên hai tam giác OAH bằng OBH theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Suy ra O1 bằng O2, hai góc tương ứng. Đó là xong cái trường hợp xét để kiếm được O1 bằng O2. Trường hợp thứ hai này, vì ACCA đó là tiếp tuyến, đúng không? Đầu bài nó cho đấy. Đó. Vì AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O bán kính OA. Theo giả thiết nên suy ra OA vuông góc với AC theo tính chất của tiếp tuyến. Rồi, mình biết trước có cái điều đấy nhá. Bây giờ mình xét này. Xét tam giác CAO và tam giác CBO có OA bằng OB theo theo giả thiết là đều bằng bán kính của đường tròn tâm O. Góc O1 bằng góc O2 theo chứng minh trên, chứng minh ở IA. Ở đâu đây vẫn IA. Chứng minh trên đi. OC là cạnh chung. Nên hai tam giác CAO và CBO bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này bằng nhau thì suy ra góc A bằng góc B là hai góc tương ứng. Suy ra góc B bằng 90 độ. Vì góc A vuông rồi suy ra góc B cũng vuông. Thì suy ra góc A bằng góc B bằng 90 độ, hai góc tương ứng. Góc B bằng vuông rồi thì suy ra là OB sẽ vuông góc với CB. Và vì OB vuông góc với CB nên theo dấu hiệu của tiếp tuyến thì một đường thẳng đi qua một điểm B của đường tròn và vuông góc với bán kính tại điểm đó thì CB chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Là xong ý A. Ý B là cho bán kính của đường tròn bằng 15. Tức là cho OB hoặc cho OA bằng 15 đó. Cho OA bằng 15. OB cũng bằng 15 là đương nhiên. Rồi cho AB bằng 24 thì chia đôi ra thì chỗ này là 12. 12 12 đúng không? 24 mà.
Tính độ dài của OC. Tính độ dài của OC. Thì dựa vào tam giác vuông này, tam giác AOC vuông tại A. Đúng không? Tam giác AOC vuông tại A là tam giác vuông. Cho nên áp dụng được các cái hệ thức lượng trong tam giác vuông. Trong tam giác vuông AOC thì OC là cạnh huyền. Cho nên bình phương cạnh huyền, à bình phương một cạnh góc vuông đi, là AO. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông đấy, bình phương cạnh góc vuông AO thì bằng cạnh huyền là OC nhân với hình chiếu của nó lên cạnh góc vuông là OH. Đúng không nào? Là OH. Nhắc lại này. Trong tam giác vuông OAC vuông tại A chẳng hạn, có bình phương cạnh góc vuông OA bằng cạnh huyền là OC nhân với hình chiếu của cạnh góc vuông OA lên cạnh huyền là OH. Thì OA biết rồi, OC chưa biết, OH chưa biết. Bây giờ đi tìm OH. Đi tìm OH thì dựa vào tam giác vuông AOH. Thì theo Pythagore ta có OH bằng căn bậc 2 của OA bình là 15 bình trừ đi AH bình là 12 bình. 15 bình trừ đi 12 bình. Đó. Căn của 15 bình trừ đi 12 bình bằng 9. OH bằng 9. Xong rồi. Bây giờ đi tìm OC hả? OC sẽ bằng OA bình. OA bình là 15 bình chia cho OH chia cho 9. Đó là AOC thì bằng AO bình chia cho OH. AO bình là 15 chia cho OH là 9. 15 bình chia cho 9. 15 bình chia cho 9 bằng 25. Vậy OC bằng 25. Là hết cái bài này. Hết bài 24. Rồi. Bây giờ sang bài 25. Bài 25 là cho đường tròn tâm O, bán kính OA. Lại tiếp tục như vậy. Đường tròn tâm O. Bán kính OA. Dây BC vuông góc với OA. Đường tròn tâm O, bán kính OA. Cho sang đây đi. Tâm O, bán kính OA. Dây BC vuông góc với OA. À đâu? Dây BC vuông góc tại trung điểm M của OA. Tại trung điểm M là đây.
Đó. Cho đường tròn tâm O này, bán kính OA này bằng R này. Dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA. Rồi xong rồi, bây giờ điền tên vào. O này. A này. Dây BC này. Trung điểm là bằng nhau này. Lại còn vuông góc nữa. Rồi sao? Tứ giác OCAB là hình gì? OCAB là hình gì? OCAB là hình gì? Đó, tứ giác OCAB là hình gì? Thứ nhất là ta có OB bằng OC là cái điều chắc chắn là cùng bằng bán kính rồi. Đúng không? Ta lại có BA bằng với lại BAC nữa. Thế thì hình thoi rồi, hình thoi. Hình thoi. Ta gọi luôn cái giao điểm của OA và BC là Y nhá, thì ta có như này. IO IO bằng với IA là theo giả thiết, tức là Y là trung điểm của OA là theo giả thiết đầu bài nó cho. Mặt khác mình có này này, vì OI vuông góc với BC, vì OI vuông góc với BC, vì OI vuông góc với BC theo giả gì, theo giả thiết thì suy ra là IB bằng IC, IB bằng IC, mở ngoặc, quan hệ giữa đường kính và dây, tức là đường kính OA đấy là vuông góc với dây BC nên đi qua trung điểm của dây, nên là I. Lúc đó thì ta cũng được là thằng IB này này bằng thằng IC. Thế còn thằng này bằng thằng này là theo giả giả thiết, hai này bằng nhau. Đó. Thì tứ giác OBAC có hai đường chéo OA và BC cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nên là hình bình hạnh. Đó, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường theo chứng minh trên nên là hình bình hạnh. Mặt khác thì hai đường chéo này OA và BC lại vuông góc với nhau nữa. Hình bình hạnh có đường chéo vuông góc với nhau thì suy ra là hình thoi. Cho nên OBAC là hình thoi. Chứng minh nó cắt nhau tại trung điểm, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hạnh. Rồi mặt khác hai đường chéo này vuông góc với nhau theo giả thiết cho nên hình bình hạnh chuyển thành hình thoi. Họ hỏi là hình gì vì sao thì trả lời là hình thoi. Và vì là phải chứng minh từng bước như vừa rồi. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B. Tiếp tuyến với đường tròn tại B. Thì làm sao? Thì cái chỗ này phải vuông góc cái đã. Tiếp tuyến là phải vuông góc với lại bán kính rồi. Tại tiếp điểm. Nó cắt
đường thẳng OA tại E. Cắt đường thẳng OA tại E. Đây. Rồi sao? Tính độ dài BE theo R. Tính độ dài của BE theo R. BE hả? R đây này. OB bằng R. Để tính theo OB chăng? Vâng. OA cũng bằng R. Góc này 60. Góc kia 30. Nửa tam giác đều à? Rồi. Ta sẽ có cái góc này bằng 60 độ. Góc này bằng 60 độ thì góc kia bằng 30 độ, một nửa của tam giác đều. Thì cạnh OB bằng một nửa của cạnh, thì cạnh OA biết rồi. Ồ, thế thì xong rồi. Ta sẽ chứng minh như sau. Ta có OB bằng BA. OB bằng với BA. Theo chứng minh trên. Chứng minh trên là chứng minh như thế nào? Chứng minh trên là OBC, OBAC là hình thoi. Mà hình thoi thì nó có bốn cạnh bằng nhau. Cho nên là OB, BO bằng BA. Mặt khác thì OB cũng bằng luôn thằng nào? Cũng bằng OA. Cái này là theo giả thiết là bán kính và cùng bằng R. Đúng không? Thì suy ra tam giác OBA đều. Thế có ba cạnh bằng nhau mà, đều. Tam giác này đều thì suy ra góc O1 này bằng 60 độ. Góc O1 bằng 60 độ. Thì cái tam giác OBE, cái tam giác OBE này nó vuông tại đâu? OBE là vuông tại B. Đúng không? Vuông tại B. Đây là O, đây là E chẳng hạn. Vuông tại B thì chúng ta sẽ thấy này. Cái tam giác này có góc O này bằng 60 độ. Có đúng không? O bằng 60 độ. Có OB. Cái này bằng R. Bằng bán kính R. Đó. Thì dựa vào cái tính chất của tam giác đều, cái này chính là một nửa của tam giác đều, các bạn sẽ thấy ngay. Hoặc là dựa vào nửa tam giác đều, chúng ta vẽ sang xem bên này thì chúng ta sẽ thấy ngay là sang bên này là cũng 60 này. Đúng không? 60. Đó. Đây là mình vẽ thêm đấy. Thì lúc đó một đường đóng vai trò là mọi đường, cho nên hai cái này bằng nhau, bên này cũng là R này. Bên này cũng là R. Thì các bạn thấy là lúc đó là tam giác đều, nhưng cạnh này cũng là R. Và cạnh E này, cạnh này cũng là cạnh này là 2R. 2R. Và cạnh này cũng là 2R luôn. 2R. Thế là dựa vào tính chất là một nửa của tam giác đều nhé. Các bạn để ý lại này, vẽ lại cái tam giác OBE ra ngoài. OBE ra ngoài là vuông tại B mà lại có góc O bằng 60 độ. Góc E bằng 30 độ chính là một nửa của tam giác đều. Mình vẽ nốt một nửa kia tam giác đều sang bên kia thì mình thấy rằng OE chính là cạnh của tam giác đều đó. Còn BO là một nửa cạnh của tam giác đều. Thì lúc đó là có không thì mình có thể dùng tính chất sin đi học cũng được.
mình cóc cần quan tâm đến cái tam giác đều thì mình có thể lúc đó là sin của 60 độ. Sin đi học đối à cốt chứ nhỉ? Cốt. Cốt đi học cốt 60 độ cốt bằng kề trên huyền đúng rồi. Mình có thể dùng là cốt của 60 độ bằng. Đúng không? Kề là R. Còn huyền là chưa biết. Huyền là chưa biết. Đó. Thì lúc đó cốt của 60 độ bằng bao nhiêu? 1 phần 2 à? Cốt của 60 độ bằng 1 phần 2. Đó. 1 phần 2 bằng R trên cái cạnh huyền. Nên suy ra cạnh huyền bằng 2R. Thì chúng ta có thể dùng tỉ số lượng giác của cái góc tam giác vuông EBO cũng được. Là dùng cốt của 60 độ thì bằng kề trên huyền thì suy ra được cạnh huyền bằng 2R. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một nửa của tam giác đều cũng được nhé. Tóm lại là mình tìm được EO là bằng 2R. Rồi bây giờ mình áp dụng Pythagore vào tam giác EBO để mình tìm EB. Tìm BE mà đầu bài đang bắt tìm đấy. Thì theo Pythagore ta có BE là cạnh góc vuông cho nên là bằng bình phương cạnh huyền. Cạnh huyền ở đây là cạnh OE. Cạnh OE là bằng 2R, bình phương nên bằng 4R bình. 4R bình trừ đi cạnh góc vuông còn lại là trừ đi cạnh kia là R bình, cạnh OB là R bình. Thì nó bằng là 3R bình. 3R bình thì nó bằng căn 3R. Căn 3R. Như vậy là BE mà tính theo R thì nó bằng căn 3R. Là hết cái bài 25. 25. Tầm nhìn xa tối đa nọ kia. Hết rồi, còn bài số 6 để sang video khác. Ok, bye bye các bạn.